Ở mức độ cơ bản nhất, Bitcoin là một tệp tin hay một sổ cái kế toán có chứa tên và số dư và mọi người giao dịch với nhau bằng cách thay đổi tệp tin này. Khi Bob bán cho Carol một cái máy cắt cỏ có giá 5,2 Bitcoin thì số dư của Bob tăng lên 5,2 còn số dư của Carol giảm lên 5,2. Không có tiền hay vàng ở chính phủ nào làm bản vị cho con số này. Bob sẵn sàng đổi cái máy cắt cỏ của mình lấy một con số trong hệ thống bởi vì anh ta tin rằng những người khác cũng sẽ tin tưởng vào hệ thống. Vậy ai là người duy trì sổ cái này và đảm bảo là không ai có thể ăn gian? Mục tiêu của Bitcoin là tránh một trung tâm kiểm soát tập trung, vì vậy mọi thành viên đều tự duy trì bản sao sổ cái cho mình. Một hệ quả đáng ngạc nhiên của việc này là tất cả mọi người đều nhìn thấy số dư những người khác, tuy nhiên hệ thống chỉ sử dụng số tài khoản chứ không phải dùng tên, do đó vẫn đảm bảo được mức độ ẩn danh. Nếu mỗi người đều tự duy trì sổ cái thì làm thế nào để tất cả các sổ cái đồng bộ khi tiền được lưu thông? Về cơ bản, khi bạn muốn gửi tiền, bạn chỉ cần báo với tất cả những người khác bằng cách quảng bá một tin nhắn có chứa số tài khoản của bạn, số tài khoản người nhận và số tiền. Mọi người trên thế giới sau đó sẽ cập nhật vào sổ cái của họ. Xin chú ý rằng tôi đang mô tả cách Bitcoin làm việc với những người dùng cao cấp, những người có đóng góp vào việc duy trì hệ thống. Bạn cũng có thể chỉ sử dụng hệ thống để gửi và nhận tiền mà không cần duy trì sổ cái. Nếu gửi tiền đơn giản là chỉ tạo ra một tin nhắn với một vài số tài khoản thì làm thế nào để ngăn chặn một tên trộm Alice tiêu tiền của Bob bằng cách sử dụng số tài khoản của anh này? Cũng giống như dùng xét, Bitcoin đòi hỏi một loại chữ ký để chứng minh người gửi chính là chủ thực sự của tài khoản. Nhưng nó dựa trên cơ sở toán học chứ không phải chữ ký tay. Khi một số hiệu tài khoản mới được tạo ra thì nó đi kèm cùng với một khóa riêng liên kết về mặt toán học với số hiệu tài khoản đó. Nếu bạn nghe nói tới ví Bitcoin thì đây là nơi lưu các khóa riêng này và cho phép bạn tạo ra chữ ký. Để tạo ra chữ ký, một khóa riêng và nội dung của giao dịch được truyền vào một hàm mật mã đặc biệt. Có một hàm khác cho phép kiểm tra chữ ký để đảm bảo rằng chắc chắn nó được tạo ra bởi chủ sở hữu tài khoản và thuộc về giao dịch đang kiểm tra. Không giống như chữ ký tay, các chữ ký này không thể bị sao chép và cũng không thể dùng lại bởi vì chúng là khác nhau cho từng giao dịch. Từ chữ ký toán học chứng minh được người tạo ra giao dịch, nhưng nó không cho biết giao dịch được gửi đi khi nào, và đây là một điểm yếu lớn. Trong hệ thống ngân hàng truyền thống, nếu Alice viết 2 séc nhưng chỉ đủ tiền trả cho 1 séc, ngân hàng sẽ thanh toán cho người đầu tiên đến rút tiền và từ chối người thứ hai bởi vì tài khoản của Alice đã cạn. Vì vậy, thứ tự của séc rất quan trọng bởi vì nó quyết định ai sẽ là người được trả tiền. Thật không may, thứ tự khó xác định hơn nhiều trong thế giới của Bitcoin, nơi mà thay cho một ngân hàng duy nhất thì có một tập hợp các cá nhân trên toàn thế giới. Độ trễ của mạng có thể khiến các giao dịch đến các điểm khác nhau theo thứ tự khác nhau và kẻ lừa đảo cũng có thể ghi sai thời gian. Hai người nhận tiền đều có thể tưởng rằng giao dịch của mình là giao dịch đầu tiên và gửi hàng cho Alice, tức là Alice đã tiêu tiền của mình 2 lần. Bitcoin ngăn chặn điều này bằng cách đưa ra một công thức để toàn bộ thế giới có thể thống nhất về thứ tự của các giao dịch. Khi một giao dịch mới được tạo ra, nó được đưa vào một kho chờ xử lý để được sắp xếp thành một chuỗi khổng lồ có chức năng khóa mỗi giao dịch vào đúng thứ tự. Để chọn giao dịch tiếp theo, một loại sổ số toán học được thực hiện. Người tham gia chọn một giao dịch tùy ý trong kho và bắt đầu giải một bài toán đặc biệt có chức năng liên kết giao dịch đó vào cuối chuỗi. Người đầu tiên tìm thấy đáp số sẽ thắng cuộc và đưa được giao dịch của mình vào chuỗi. Vậy thì bài toán nối chuỗi này là gì? Nó dựa trên một hàm đặc biệt gọi là hàm băm mật mã. Nghe khó hiểu nhưng nó chỉ xáo trộn số đầu vào để có kết quả đầu ra, và nó đặc biệt ở chỗ nó có tính chất một chiều. Không có cách nào dễ dàng để tìm ra con số đầu vào nếu chỉ biết kết quả, ngoài việc đoán mò và thử hết các trường hợp. Và đây chính là điều người ta đang làm trong mạng Bitcoin, truyền số liệu ngẫu nhiên cho hàm băm cho đến khi đạt được kết quả đáp ứng được tiêu chí. Bên cạnh số liệu ngẫu nhiên, bạn đưa cả nội dung của giao dịch từ kho chờ và từ chuỗi hàm băm, đây chính là thao tác liên kết vào chuỗi. Vì vậy, sổ số là cách giúp toàn thế giới cùng xác thực giao dịch tiếp theo, nhưng quy trình toán học đằng sau nó cũng giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đồng ý về giao dịch trước đó. Giả sử bạn đang tham gia vào mạng lần đầu tiên và đang tải về một bản sao của chuỗi giao dịch nhưng lại nhận được nhiều phiên bản khác nhau, vậy thì bạn phải tin vào bản nào? Trên lý thuyết bạn phải tin tưởng vào bản có nhiều người dùng nhất, nhưng xác định điều này trên Internet không hề dễ. Điều gì ngăn cản một người bỏ phiếu hàng triệu lần? Bitcoin ngăn chặn điều này bằng cách bắt mọi người phải giải một bài toán để bỏ phiếu. Yêu cầu này khiến cho mỗi phiếu bầu cần một lượng thời gian tính toán nhất định, làm cho khó có khả năng một người hoặc một nhóm người đủ khả năng bỏ phiếu nhiều hơn phần còn lại. Quá trình sắp xếp giao dịch được mô tả ở trên đồng thời cũng cung cấp hệ thống bỏ phiếu. Một phần của tham số cho bài toán liên kết chuỗi là nội dung của giao dịch cuối cùng, nên mỗi lần đoán được tính như một phiếu bầu cho chuỗi đó. Nhưng đếm số phiếu bầu bằng cách nào? Bởi vì hàm băm mật mã có tính thống kê nhất định, bạn chỉ cần nhìn vào kết quả trả về là có thể ước tính được cần có bao nhiêu lần đoán để tìm ra nó. Cũng như ước tính cần tung đồng xu bao nhiêu lần để có 100 mặt người liên tiếp. Như vậy, mỗi liên kết trong chuỗi không chỉ xếp giao dịch theo thứ tự mà còn có tác dụng như một hệ thống bầu cử, giúp cho người dùng dễ dàng nhận biết đâu là chuỗi đúng. Cuối cùng là tiền được tạo ra bằng cách nào? Mỗi khi ai đó thắng sổ số và giành quyền đưa giao dịch tiếp theo vào trong chuỗi, Bitcoin mới được tạo ra và được thưởng vào tài khoản người đó. Việc giải bài toán liên kết được gọi là đào mỏ bởi vì nó tạo ra tiền mới cho hệ thống, nhưng mục đích chính của quy trình này là để đồng bộ hóa sổ cái của mọi người.
quy trình cũng cung cấp một cách thuận tiện để phân bố tiền ngẫu nhiên trên toàn thế giới. Trên thực tế, đến khoảng năm 2140, tiền sẽ không còn được tạo ra nữa và người tham gia sẽ chỉ được thanh toán bằng phí giao dịch. Tôi hy vọng đã mang tới cho các bạn một cái nhìn tổng quát về cách hoạt động của Bitcoin. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, xin xem bản video 22 phút.